Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với khóa học thiết kế website. Và khóa học này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube Nguyễn Công Nam. Đến với khóa học này thì các bạn sẽ có thể biết được cách để chúng ta có thể tự tạo lập ra được một cái website và đưa được cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta lên trên không gian mạng, lên trên Internet thông qua cái website đó. Và nền tảng chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu ở trong cái nội dung của khóa học này, đó chính là nền tảng WordPress. Và đến với bài đầu tiên, bài 1 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trước về định nghĩa WordPress và tìm hiểu sâu hơn về cái WordPress, thứ mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong thời gian sắp tới để làm website. Đầu tiên thì WordPress là gì? Nếu là một người muốn tìm hiểu về website và đã tìm hiểu về những cái liên quan thì gần như là chúng ta đã có thể từng bắt gặp ở đâu đó được cái thuật ngữ WordPress này rồi. Và vì hiện tại cái WordPress nó là một cái thuật ngữ rất là phổ biến ở trên không gian mạng, ở trên Facebook, ở trên Google, ở trong cái thời điểm hiện tại. Và lướt một vòng Google thôi, mọi người cũng sẽ thấy rất là nhiều bài viết liên quan về thuật ngữ WordPress. Ở đây thì mình cũng đã tổng hợp ra một số những gạch đầu dòng để mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn ở trong nội dung video này. Thì WordPress là một hệ thống mã nguồn mở để xuất bản các blog. Ví dụ như là mọi người tìm hiểu trên Google search cụm từ là WordPress là gì chẳng hạn, thì ấn vào những cái bài chúng ta sẽ bắt gặp được những cái bài viết, thì nó chính là những cái bài trong blog. Tiếp theo là một cái trang web được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu sử dụng là MySQL. Thì các anh nếu mà học sâu hơn về cấu trúc web, về lập trình web thì mọi người sẽ tìm hiểu sâu hơn. Thậm chí là mọi người đã học về cái lập trình PHP này và học về cơ sở dữ liệu MySQL thì càng tốt. Tuy nhiên nếu mà không biết về PHP, không biết về những cái cơ bản hơn như là JavaScript, HTML, CSS thì hoàn toàn với cái hệ thống mã nguồn mở WordPress này thì mình cũng có thể tự tạo lập cho mình được một website thương mại điện tử rồi, không cần nhất thiết là chúng ta biết code đúng không ạ? WordPress được biết đến là một CMS miễn phí nhưng tuyệt vời, dễ sử dụng và phổ biến nhất trên thế giới. Ở bên dưới thì chúng ta có một cái thống kê tính đến tháng 10 năm 2021 thì cứ khoảng 10 triệu website hàng đầu là sẽ tính theo top rank đã có trong đó, trong cái số 10 triệu website đó thì có tới 42,8% là đang sử dụng WordPress, một con số chiếm tỷ lệ rất là lớn. Và WordPress là một trong những cái nền tảng rất là tuyệt vời cho nhiều loại website. Nhiều loại website ở đây thì chúng ta có thể đề cập đến những cái website về kinh doanh các mặt hàng, rồi là các website về trang thương mại điện tử, các website về giới thiệu dịch vụ, các website dịch vụ cũng có, và các website về danh mục đầu tư. Đó là một số những cái loại website mà phổ biến với nền tảng WordPress. Ngoài ra có một số những cái website ngách khác nữa, ví dụ như giới thiệu về công ty thôi chẳng hạn, rồi là những website quảng bá cũng có thể được tạo bằng cái nền tảng WordPress đó. Và cái nền tảng này sẽ giúp chúng ta thiết kế được một cái website với cái tính khả dụng và tính linh hoạt rất là cao. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái ưu điểm của nền tảng WordPress, và đó chính là cái lý do tại sao trong cái khóa học này chúng ta sẽ sử dụng nền tảng WordPress là chính. Đầu tiên, cái lý do quan trọng nhất đó chính là đơn giản và dễ sử dụng. Đơn giản và dễ sử dụng ở đây đó chính là giao diện làm việc đơn giản, tối ưu cái việc làm việc của người dùng. Dễ sử dụng là chúng ta có thể sử dụng kéo thả, chúng ta có thể sử dụng các cái bổ trợ, những cái nguyên liệu liên quan đó mà không cần phải biết đến code. Nhấn mạnh một lần nữa là trong cái nội dung website này chúng ta sẽ không đề cập quá nhiều đến code. Tuy nhiên nếu biết code thì chúng ta có thể làm được những sản phẩm mạnh hơn, làm được những cái tối ưu nó sâu hơn đó. Nhưng mà trên thực tế thì trong cái khóa học này chúng ta sẽ không động quá nhiều đến code, và chúng ta sẽ sử dụng WordPress và đã có thể làm được một cái website thương mại điện tử rồi. Tiếp theo nữa là cái khả năng quản lý dễ dàng, thì những cái phần chân phân mục database các thứ WordPress được phân chia để chúng ta có thể quản lý. Tiếp theo nữa, một cái nội dung rất là quan trọng đó chính là tối ưu SEO hiệu quả. Thì khi mà chúng ta có một cái website đẹp rồi đúng không ạ, thì chúng ta cần phải có khách hàng truy cập vào trong đó thì từ đó họ mới mua sản phẩm và chúng ta mới có doanh thu. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái việc mà chúng ta tối ưu SEO cho website. SEO tức là phải đẩy cái website chúng ta làm sao cho cái công cụ tìm kiếm nó thân thiện, rồi là chúng ta sẽ được xuất hiện ở trên trang đầu, từ đó người dùng người ta vào và từ đó chúng ta sẽ có nguồn khách hàng và quy đổi được ra cái lợi nhuận. Tiếp theo nữa là cái phần thân thiện với thiết bị di động, thì gần như ở đây
Ai chúng ta ngồi ở đây cũng ít nhất sở hữu một thiết bị di động, và hàng ngày chúng ta vẫn đang truy cập web bằng cái thiết bị di động đó. Nên là cái lượng traffic từ cái nguồn thiết bị di động nó chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Nên là gần như hiện tại tất cả các website chúng ta đều cần phải tối ưu cho nó làm sao thân thiện với cái thiết bị di động đó. Và một cái yếu tố khá là quan trọng ở đây là chúng ta đề cập tới cái phần về tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm chi phí ở đây là không chỉ cả về mặt tiền bạc mà còn về cả mặt thời gian nữa. Ví dụ như một cái website bình thường thì chúng ta học chuyên sâu, chúng ta học cái code thì chúng ta học rất rất là nhiều thứ, HTML, CSS, JavaScript, ví dụ rồi là PHP, và cái việc học cái những cái ngôn ngữ đó nó mất rất nhiều thời gian, và cái nền tảng WordPress này nó giúp chúng ta tiết kiệm về cái mặt thời gian đó. Và ví dụ như cái phần khóa học này cũng vậy, chúng ta sẽ đâu đó khoảng tổng ra sẽ tính khoảng hơn 3 tiếng thôi cho tất cả tần tật tất cả các nội dung bài giảng, thì chúng ta đã có thể nắm bắt được tất cả những cái nội dung để có thể thiết kế ra được một website thương mại điện tử rồi. Và cái khóa học này cũng hoàn toàn miễn phí, từ đó chúng ta có thể tự học và từ đó tiết kiệm được cái chi phí trong trường hợp của chúng ta mới khởi nghiệp, mới tự kinh doanh và không muốn đi thuê ngoài, tự tìm tòi, tự tìm hiểu để có thể tối ưu được cái chi phí liên quan, thì đó là một trong những mục rất quan trọng, và cái khóa học này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được những cái phần chi phí đó. Tiếp theo nữa, ngoài về cái chi phí được tiết kiệm, chúng ta còn có cái việc thiết kế được đa dạng hơn. Đa dạng thì bất kể những cái ngành nghề nào thì gần như hiện tại cũng có thể được sử dụng nền tảng WordPress để tạo website, từ bán quần áo, thời trang đến đồ ăn, bán nhà hàng, bán về thú cưng, bán về rất rất là nhiều thứ, thậm chí là các dịch vụ liên quan như là đặt xe. Tuy nhiên thì những cái phần như đặt xe thì nó hơi nhắc một tí, thì chúng ta sẽ cần một số những cái liên quan, nguyên liệu liên quan nó sâu hơn, hoặc là chúng ta sẽ phải code thêm. Thì với những cái phần về thương mại điện tử thì bán hàng, ít nhất là cái việc mà chúng ta đăng một cái sản phẩm trên website và chúng ta có thể người dùng có thể vào trong website và đặt hàng, mua hàng của chúng ta trên đó, thì trong cái nội dung khóa học ngày hôm nay chúng ta đã có thể làm được cái việc thiết kế vậy rồi. Ngoài ra thì nó còn thiết kế được dựa trên rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ cùng một cái giao diện website thôi chúng ta có thể sử dụng cho ba bốn loại ngôn ngữ liền, ví dụ là một website chúng ta có thể cài tiếng Việt, cài tiếng Anh, cài tiếng Trung đó. Một cái nữa là cộng đồng lớn mạnh thì mọi người có thể vào truy cập những cái group trên Facebook, tìm những cái từ khóa như là nền tảng WordPress, hỗ trợ WordPress, thì hiện tại những cộng đồng như vậy có những cộng đồng lên tới vài trăm nghìn thành viên và hoạt động rất là mạnh. Hiện tại thì tại Việt Nam nền tảng WordPress cũng đang là một trong những cái nền tảng thiết kế website rất là được ưa chuộng và rất là nhiều người sử dụng. Và trên những cái group đó cũng chia sẻ rất là nhiều những cái bài viết hay, những cái kinh nghiệm hay, thì mọi người có thể truy cập thêm vào những cái cộng đồng như vậy để chúng ta hỏi thêm bên cạnh cái khóa học này. Tiếp theo nữa, tùy chỉnh và sửa chữa dễ dàng, thì cái này chúng ta sẽ minh chứng rõ hơn ở trong cái việc mà chúng ta thực hành. Và cái quan trọng nữa nhắc lại một lần đó chính là chúng ta không cần phải biết code, chúng ta vẫn có thể tự mình tạo lập cho mình một cái website thương mại điện tử, một cái website để bán hàng ở trên đó. Đó chính là cái mục đích trong cái khóa học này của chúng ta, và đây là ưu điểm. Thì về nhược điểm thì mình sẽ để sâu hơn ở trong những cái bài viết ở bên dưới cái phần mô tả, mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử WordPress vân vân, rất là nhiều những cái kiến thức liên quan nữa về WordPress ở trong cái bài viết ở dưới phần mô tả. Và nội dung bài một đầu tiên của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở trong cái bài 2, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hành, bắt tay vào thực hiện thiết kế một cái website như thế nào từ A đến Z để có thể bán được hàng trên cái website đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những bài học tiếp theo.